trẻ có hành vi xấu là trẻ đang cầu cứu chúng ta. Là trẻ đang cầu cứu chúng ta đấy ạ. Trẻ đang phát ra một cái thông điệp: hãy yêu lấy con nhiều hơn, hãy quan tâm và chú ý đến con nhiều hơn. Khi trong cái hành trình của Lành Coaching ấy, trẻ nói như này này: con không thể nào nói rằng bố mẹ cần phải quan tâm con nhiều hơn, bố mẹ cần phải chú ý con nhiều hơn. Mà như vậy thì nó là một cái câu rất là sáo rỗng. Và bố mẹ sẽ nói là mày lớn thôi còn gì nữa. Nhưng nếu mà con hư thì kiểu gì bố mẹ con cũng quan tâm con nhiều hơn. Và đây còn là một cái nguyên lý mà nó ở một cấp độ rất sâu. Khi mà trẻ đang có cái hành vi xấu là trẻ đang cầu cứu chúng ta. Và sự thật trong một gia đình, tất cả chúng ta đều có nhu cầu thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng chỉ có những đứa trẻ hư trong gia đình đấy, nó mới đang giúp cả gia đình thể hiện tất cả cảm xúc đấy. Tất cả cảm xúc đấy luôn ấy ạ. Và nó đang cầu cứu chúng ta: giúp con đi, giúp con đi, giúp con đi. Nó đang rơi xuống vực thẳm mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết. Có những hôm ấy ạ, 11 giờ đêm vẫn có phụ huynh điện cho trợ lý của cô Lanh ấy, muốn gặp cô Lanh luôn luôn luôn. Bởi vì con nó bảo là nó đi chết đây, bây giờ làm như thế nào? Là nó đang cầu cứu chúng ta đấy mà chúng ta không biết. Trẻ có hành vi xấu là trẻ đang cầu cứu chúng ta. Là trẻ đang rất cô đơn, rất trống rỗng, rất buồn chán, rất thất vọng về mình và những người xung quanh mình mà không biết làm như thế nào cả. Chỉ có bằng cái phản ứng không phải là người nữa thôi, là thể hiện xấu, thể hiện sự hư đốn ở bên trong con. Các anh chị hãy comment cho cô Lanh cái điều này đi ạ. Trẻ có hành vi xấu là trẻ đang cầu cứu. Hãy comment đi ạ. Và một lần nữa cô Lanh nhờ các anh chị hãy tag những người cha, những người mẹ mà các anh chị biết họ vào đây đi ạ. Hãy tag những người cha, người mẹ nó biết. Ở trên Facebook của các anh chị rất nhiều bạn bè. Làm ơn hãy tag họ vào đây đi ạ. Để cứu lấy cuộc đời của con họ được không ạ? Chúng ta có rất nhiều bạn bè trên Facebook và họ vẫn đang loay hoay mà. Họ vẫn đang loay hoay ấy. Nên là hãy tag họ vào đây để họ có được nhiều những cái tri thức hơn nữa, để cởi bỏ được cho những cái đứa trẻ mà đang mang tiếng là hư đốn, đang mang tiếng là có hành vi xấu. Nhà mình biết không ạ? Cô Lanh nói là cô Lanh làm. Những bạn mà ở bên cạnh cô Lanh ấy, cũng có những bạn đã từng rất hư đấy. Mà bây giờ ở Học viện Minh Trí Thành là những con người rất tuyệt vời. Bởi vì chúng ta quá bận mọn, không để ý đến những nhu cầu của các con, và làm cho những nhu cầu đấy nó bị sụp đổ, thì cảm xúc xấu đi vào và nó phải bộc lộ ra bằng những hành vi hư như vậy. Nên thương nhiều hơn là trách. Thương nhiều hơn là trách. Tại sao mà các bạn hư mà đến với cô Lanh ấy, thì cô Lanh nói rằng nó không phải con người của con đâu. Cô Lanh hiểu mà, con người con tuyệt vời lắm, nên cô Lanh yêu con lắm và cô Lanh trân trọng con. Rất trân trọng con. Dù con đang có quá khứ như thế nào đi chăng nữa, rất là hư đốn như nào đi chăng nữa, nhưng đến với cô Lanh rất trân trọng con. Bởi vì cô Lanh biết đấy không phải là con người thật sự của con. Đấy không phải là con người thật sự của con. Đấy. Chúng ta lúc nào chả yêu con, thương con. Nhưng mà cái thông điệp của chúng ta nó không đúng cách. Không đúng cách. Và cô Lanh đã phân tích cái thông điệp rất là rõ. Đấy là gì ạ? Không quan trọng anh chị thể hiện như thế nào, quan trọng con của chúng ta cảm nhận như thế nào. Con đang xem tivi, bố mẹ về giật phát cái điều khiển tắt phụt một phát đi. Tất nhiên bố mẹ đang rất lo cho con, rất thương con. Nhưng bởi vì cái hành vi hành xử giật điện thoại tắt phụt phát đi, giật điều khiển tắt phụt phát đi, thì con không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, mà con chỉ nhận được cái gì ạ? Chỉ nhận được sự giận dữ từ bố mẹ mà thôi. Nên cô Lanh nói rằng không quan trọng các anh chị thể hiện tình yêu với con như thế nào, quan trọng con của các anh chị cảm nhận cái tình yêu mà các anh chị cho con như thế nào. Chứ lúc nào các anh chị chả yêu con, thương con, cô Lanh thừa biết, cô Lanh cũng là người mẹ mà. Cô Lanh thừa biết chúng ta yêu con, thương con lắm chứ. Nhưng mà cách thể hiện của chúng ta đã đúng hay chưa? Con có thích sinh hoạt cùng với chúng ta trong bất cứ tình huống nào không? Có muốn tập thể dục cùng chúng ta không? Có muốn làm gì cùng chúng ta không? Không. Bởi vì lúc nào cũng nhắc, nhắc nhở với một cái tông giọng rất là khó chịu, thì làm sao mà con có thể muốn đồng hành cùng với mình được?
Nên là không quan trọng là chúng ta thể hiện như thế nào cái tình yêu của chúng ta, và quan trọng đấy chính là con của chúng ta cảm nhận tình yêu của chúng ta cho con nó như thế nào. Đấy mới là cái điều quan trọng các anh chị ạ. Và một cái nữa mà các anh chị cần phải nắm được, đây chính là vấn đề lớn của chúng ta đây này, và phải vào cha mẹ thông thái online này. Hành vi xấu của trẻ đang kích hoạt nỗi sợ hãi bên trong cha mẹ. Kích hoạt nỗi sợ hãi bên trong cha mẹ. Thực ra vấn đề không phải của con, mà vấn đề lại là của chúng ta. Con, rất nhiều cha mẹ đến với cô Lanh nói rằng: cô Lanh ơi, con của em đang là vấn đề trong cả nhà, cho cả nhà, cả họ luôn ấy. Vấn đề cho cả nhà, vấn đề cho cả họ luôn ấy. Nhưng sự thật anh chị mới là vấn đề của con. Rất khó để chấp nhận điều này đúng không? Rất khó luôn, không hề dễ. Đấy. Nhưng mà đã có hàng trăm nghìn gia đình đã được chuyển hóa. Nếu bạn xem video và thấy nhận được rất nhiều giá trị thì bạn hãy bấm vào nút đăng ký và sau đó bấm vào nút hình quả chuông và chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video này. Và bây giờ chúng ta tiếp tục xem video nào. Con không phải là vấn đề của chúng ta, mà chúng ta mới là vấn đề của con. Đấy là sự thật. Và khi họ hiểu gốc rễ thì họ được chuyển hóa và họ nuôi con một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Nên là các anh chị có thể đăng ký khóa cha mẹ thông thái giúp con thành tài online ấy. Hành vi xấu của trẻ kích hoạt nỗi sợ bên trong cha mẹ. Chúng ta nhiều nỗi sợ lắm. Có một anh chị, một phụ huynh đến gặp cô Lanh. Và hôm cô Lanh training cả một cái lớp rất là nhiều những cái anh chị cốt cá nhân, cốt từng phần, cốt nâng tầm. Thì cô Lanh nói ra rằng: ngày hôm nay các anh chị đã trở nên rất thông thái. Cho phép cô Lanh được nói thật không ạ? Và họ rất là hạnh phúc khi mà cô Lanh nói thật. Đấy. Còn sự thật nhá, đôi khi một số các anh chị level chưa đến thì cô Lanh không dám nói thật đâu. Cô Lanh nói rằng: con của các anh chị rất giỏi như vậy, cho đến thời điểm này con của các anh chị đang rơi vào trạng thái trầm cảm, rất bực bội, rất khó chịu, không kiểm soát được hành vi. Các anh chị biết vì sao không ạ? Bởi vì các anh chị đã quá kỳ vọng vào con. Anh chị có một cái nỗi sợ, đấy là con không thành đạt thì sau này dựa dẫm vào ai? Con không thành đạt sau này dựa dẫm vào ai? Tại sao con phải thành đạt? Tại sao con phải thành đạt? Bởi vì nó chính là cái đồ trang sức hoàn hảo cho các anh chị. Tại sao con phải thành đạt? Để sau này các anh chị có một cuộc sống dễ dàng hơn. Các anh chị có một cuộc sống dễ dàng hơn. Các anh chị biết không ạ? Khi các anh chị nói rằng: con học giỏi lên nhé, để sau này nuôi mẹ nhé, sau này nuôi mẹ nhá, sau này còn cho mẹ đi đây đi đó nhá, mẹ sống cả một cuộc đời khốn khổ vất vả để nuôi con, thì sau này con nhất định con sẽ nuôi mẹ nhá. Các anh chị ơi, cái điều đấy sẽ không tốt cho một đứa trẻ tí nào hết. Con ơi, nhà mình nghèo như này nhá, nhà mình nghèo ơi nghèo nhá, con phải học giỏi lên nhá. Các anh chị ơi, điều đấy cũng không tốt một tí nào cho đứa trẻ hết. Vậy mà chúng ta không biết, chúng ta không biết, chúng ta vẫn luôn nói cái lời như vậy. Nếu các anh chị muốn hiểu rõ hơn, các anh chị có thể xem bộ phim Ba Chàng Ngốc, để các anh chị thấy rằng có một cái chàng trai đeo tay, đeo số nhẫn của anh ấy nhiều hơn số ngón tay. Tức là anh phải đeo đến 15, 18 cái nhẫn. Số nhẫn nhiều hơn số ngón tay mà. Bởi vì sao? Bởi vì anh ấy có quá nhiều nỗi sợ về tương lai của anh ấy. Anh ấy phải học giỏi để làm gì ạ? Để mà giúp bố chữa bệnh. Anh phải học giỏi để mà chị gái có của hồi môn để lấy chồng. Anh phải học giỏi để giúp mẹ anh ý may được những cái chiếc áo đẹp và có một cái cuộc sống cuộc đời dễ chịu hơn. Một con người trên hành trình đi về tương lai mang theo quá nhiều cái gánh nặng như vậy, mang theo quá nhiều nỗi sợ như vậy, không bao giờ thành công cực đại được các anh chị ạ. Không bao giờ. Phải thả lỏng hết tất cả những điều đấy ra. Chúng ta làm điều đấy bởi vì chúng ta rất yêu thích cái điều đấy, và chúng ta phải làm điều đấy cho nó thành công cực đại. Còn nếu như mang quá nhiều nỗi sợ như vậy thì không bao giờ có thể giúp con mình được cả. Thì anh ấy nói với một cái bạn gọi là Thánh ấy, là gì? Thế thì giải thích cho tớ đi, tại sao tớ yêu cơ khí như thế, tớ học cơ khí mà tớ vẫn học dốt. Thì bạn nói rằng gì? Bởi vì cậu có quá nhiều nỗi sợ đấy cậu ạ. À, cái số nhẫn cậu đeo trên ngón tay nó còn nhiều hơn cả ngón tay, số ngón tay của cậu. Cậu có quá nhiều nỗi sợ tương lai. Và chính vì thế mà cậu không thể nào cậu bứt phá được bản thân, mặc dù cậu yêu cái đó, yêu cơ khí, nhưng cậu không tỏa sáng ở trong nó. Nên cậu phải vứt bỏ cái nỗi sợ này.
Và cuối cùng anh ấy chọn một cách là anh ấy có mâu thuẫn với thầy và anh nhảy lầu từ tầng 2 xuống. Và khi anh nhảy lầu xuống thì anh bị gãy hai cái chân. Và anh ấy nói rằng bởi vì tôi gãy hai cái chân của tôi nên tôi tìm lại được cái đôi chân thực sự của mình và tôi đi bằng chính đôi chân của mình. Và anh bắt đầu tháo toàn bộ những cái chiếc nhẫn ám ảnh về nỗi sợ hãi của anh ấy ra khỏi cái tay của mình. Tháo hết, nhẫn này là thần này, nhẫn kia là thần kia, nhẫn kia là thần kia, nhẫn kia là thần kia, mỗi tay có chiếc nhẫn. Đấy, có mấy chiếc nhẫn vì nỗi sợ. Nên chúng ta là các bậc cha mẹ, chúng ta có quá nhiều nỗi sợ bên trong mình. Chúng ta có nhiều nỗi sợ lắm luôn ấy, sợ hàng xóm nói gì, sợ đồng nghiệp nói gì, sợ cấp dưới của mình nói gì về con của mình, sợ chòm xóm nói gì về con của mình. Mọi người rất sợ điều đấy, cực kỳ sợ điều đấy. Sợ đối tác của mình nói gì, các thầy cô thì sợ học sinh nói gì về cái thành tích con của mình, sợ các phụ huynh nói gì về các thành tích của con của mình. Rất sợ, trong họ có quá nhiều nỗi sợ. Và hành vi xấu của trẻ kích hoạt nỗi sợ trong cha mẹ mà cha mẹ không biết. Và khi chúng ta không biết thì chúng ta hành xử của nó bị sai. Chúng ta cấm con, chúng ta đổ lỗi cho con hư, láo, bướng. Và chúng ta xua đuổi con. Chúng ta xua đuổi con. Cút đi, mày không xứng đáng ở đây. Chúng ta xua đuổi con, có thể bằng ngôn từ, có thể bằng suy nghĩ, có thể là bằng trường năng lượng. Và rồi cái đứa trẻ nó không biết bấu víu vào đâu được hết. Và nó càng ngày càng trở nên hư nhiều hơn. Nó càng ngày nó càng trở nên bướng bỉnh nhiều hơn. Nó càng trở nên hư nhiều hơn. Nó càng nổi loạn nhiều hơn. Nó là như vậy đấy ạ. Kích hoạt cái nỗi sợ ở bên trong chúng ta. Và còn hai điều nữa cô Lanh muốn bật mí cho các anh chị, để các anh chị hiểu sâu sắc về đằng sau, cái bí mật đằng sau đứa trẻ hư nó đáng thương như thế nào. Thương lắm. Các anh chị không phải là những người chữa lành, các anh chị không có, các anh chị chỉ cảm thấy mệt mỏi, bất lực thôi. Còn bản thân cô Lanh đã chứng kiến hàng nghìn đứa trẻ chuyển hóa, nên là thương vô cùng tận, rất xót xa. Đấy, mình có nhiều nỗi sợ quá mà mình không biết nỗi sợ trong cha mẹ. Chúng ta lại tiếp tục với những bí mật. Hành vi không phải là con người họ. Tại sao hành vi không phải là con người họ? Sự dạn vỡ hay gọi là hư không phản ánh đúng con người thật của bạn. Khi chúng ta là các bậc phụ huynh, chúng ta thấu hiểu tư duy này, chúng ta thấu hiểu điều này, thì chúng ta sẽ nhìn con mình bằng một cái ánh mắt khác, con mình bằng một cái tư duy khác, chúng ta sẽ nhìn con mình bằng một trái tim khác. Đứa trẻ nào sinh ra cũng tuyệt vời hết, cũng đáng yêu, thân thương biết bao. Nhưng bởi vì môi trường sống đã nhào nặn nên những cái đứa trẻ khủng khiếp như bây giờ. Sự kỳ vọng quá mức của bố mẹ, sự chê bai chỉ trích của bố mẹ, sự đay nghiến của bố mẹ, sự hằn học của bố mẹ, sự dẫn đường lạc lối của bố mẹ làm cho con bắt đầu có những hành vi sai trái. Nhưng gốc rễ không phải là bản chất của con đâu. Không phải. Vì thế các anh chị hiểu được điều này, hành vi không phải là con người của họ đâu. Tư duy này không hề dễ hiểu. Nhưng các anh chị xem cô Lanh nhiều, xem cô Lanh nhiều, xem cô Lanh nhiều, các anh chị sẽ hiểu. Và vì vậy, khi mà chúng ta hiểu được cái điều này, cái sự hư của con, cái sự dạn vỡ ở con, nó không phản ánh đúng con người thật của con đâu. Con người thật của con tuyệt vời lắm, đáng yêu lắm luôn. Tuyệt vời và đáng yêu vô cùng tận. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì môi trường sống nó đã hủy hoại con. Nên bây giờ chúng ta phải giúp con mình lấy lại cái con người thật của con. Tự tin, đáng yêu, vui vẻ, yêu thương, biết điều, hiểu chuyện. Và khi đấy con của các anh chị, con của các anh chị sẽ được là chính con. Và khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ sống nó nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều rồi. Hơn rất nhiều rồi các anh chị ạ. Vậy thì chúng ta nhìn lại nhé. Nhìn lại xem là con hư
có đáng đánh không? Sau này khi mà các anh chị vào sâu hơn ấy, thì các anh chị còn cảm thấy vỡ òa nhiều hơn nữa. Tất cả những gì cô Lanh chia sẻ với các anh chị nó là một cái tí thế này thôi này mà mình đã chuyển hóa được, đúng không ạ? Bí mật đằng sau đứa trẻ hư là một con người chúng ta đều muốn sống với một bản thể tốt nhất của mình, nên con cũng đang vật lộn trên hành trình này đấy các anh chị ơi. Thương con mình hơn nhé. Và khi chúng ta làm điều gì đó là để thỏa mãn nhu cầu nào đó. Vì thế, cái nhu cầu mà chúng ta quên mất rằng của chính mình và của con mình là được yêu, quan tâm, ghi nhận và được chú ý. Và chính vì thế, trong con bắt đầu có sự trống rỗng, cảm xúc xấu đi vào. Nên con phải làm gì ạ? Con phải bộc nó ra bên ngoài bằng những hình thức nghịch ngợm hư đốn, để con đang cầu cứu sự yêu thương từ bố mẹ, để cái nhu cầu đấy trong con được thỏa lấp. Nhưng bố mẹ lại không biết điều đấy. Bố mẹ lại quy chụp con hư, con láo, và làm đau đớn con nhiều hơn, làm sự tổn thương gia tăng nhiều hơn đấy ạ. Và trẻ có hành vi xấu là trẻ đang cầu cứu chúng ta mà chúng ta không biết đấy, cầu cứu mà chúng ta không biết. Và ngày hôm nay cho phép cô Lanh được trân trọng tất cả các anh chị, cho phép cô Lanh được biết ơn tất cả các anh chị đã hiện diện. Cô Lanh vô cùng biết ơn, bởi vì khi các anh chị biết được những điều này, sẽ có rất nhiều đứa trẻ được hạnh phúc hơn, sẽ có rất nhiều đứa trẻ được chuyển hóa nhiều hơn, sẽ có nhiều đứa trẻ được là chính con. Và sự thật, các anh chị đang giúp đỡ nhiều cuộc đời, rất nhiều cuộc đời. Nên cô Lanh biết ơn các anh chị, và thay mặt con các anh chị, cô Lanh vô cùng ghi nhận và biết ơn các anh chị ngày hôm nay. Tuyệt vời quá, cảm ơn các anh chị, cảm ơn các anh chị rất rất nhiều. Hãy hiểu rằng con của mình có những hành vi hư như thế là con thật sự đang cầu cứu chúng ta, là con đang khổ lắm đấy, là con đang vật lộn, con đang đấu tranh ở trong con ấy. Hãy giúp con của mình được giải phóng, giúp con của mình được là chính con. Để giúp bạn dễ dàng hơn trong hành trình đồng hành cùng với con, cô Lanh hỗ trợ bạn chuỗi video 21 ngày giúp con sống chủ động. Và bạn sẽ nhận được qua email cái chuỗi video này để giúp con của mình từng ngày ý thức về việc học tập, chủ động về việc đọc sách, chủ động về việc sống ra quyết định suy nghĩ của mình. Vì thế, hãy đăng ký kênh YouTube, sau đó thì bạn chụp ảnh lại và bạn gửi vào fanpage Nguyễn Thị Lanh, và cô Lanh sẽ gửi video hàng ngày cho bạn. Chúc bạn cùng con của mình thực hành 21 ngày thói quen con chủ động thành công. Yes!